Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Ok, hôm nay thì tôi sẽ review qua cho bạn biết con xe Ducati Panigale 1959 của tôi mới được độ thêm. Ok, tôi độ khoảng tầm hơn 100 triệu tiền đồ. Đấy, hơn 100 triệu luôn. Thì là hôm nay là tôi sẽ khoe xe lại lần nữa. Ok, khoe xe bởi vì là tôi mới độ đồ. Đồ lên xe rất là chất và rất là đẹp luôn. Thì có thể các bạn đã nhìn qua con xe tôi rồi và nó đã khác hơn rất là nhiều. Và bây giờ tôi sẽ review qua cho bạn biết là con xe tôi độ những cái gì. Thì tôi đợi đồ khoảng tầm hơn 1 tháng. Rồi là mất khoảng tầm gần 1 tháng để độ đồ, độ xe, rất là mất nhiều thời gian luôn. Và chi phí đi lại cũng như là chi phí mà mua đồ, ship đồ về rất là mất nhiều tiền luôn. Thì là bây giờ không linh tinh luyên thuyên nữa thì tôi sẽ review qua cho bạn biết được con xe của tôi độ được những cái gì và nó đẹp như thế nào. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng xem con Ducati Panigale 1959 của NTN. Ok, bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn xem những cái món đồ mà tôi tâm đắc nhất cũng như là thích nhất ở trên con Panigale 1959 này. Thật ra nó là 959 thôi nhưng mà tôi thêm số 1 vào để cho nó chất. Đấy, thì là ở đây các bạn thấy là có một cái đèn trợ sáng hiệu Kenzo KZ40, có trị giá là 2,5 triệu một cái đèn. Ok, hai cái nhân lên là 5 triệu đồng. Cùng với lại cái chống đổ của CNC rất là đắt. Đấy, rất là đắt, cái chống đổ này nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu. Đó. Và thêm nữa là cái bể cá này, các bạn nhìn này, trong suốt nhìn rất là đẹp. Đó. Đây là bể cá hiệu Ducati. Tổng chi phí để lắp cái bể cá này nó rơi vào khoảng 12 triệu đồng. Rất là đắt đỏ đấy. Có thể nhìn xuyên thấu hết cái máy móc bên trong, động cơ bên trong khi mà nó quay. Đấy, nhìn rất là đẹp. Và lát nữa thì tôi sẽ khởi động để cho các bạn có thể biết là cái động cơ này hoạt động như thế nào và nó đẹp như thế nào mà tôi lại thích nó nhất. Ok. Rồi, tiếp theo là cái này. Đây. Đây là chiếc bình dầu mà tôi độ thêm. Nhìn rất là nhỏ nhắn dễ thương thôi nhưng mà nó rất là đắt. Bình dầu này của dì Roma thì nó rơi khoảng 2 triệu rưỡi một cái bình dầu như này. Và kèm theo đó là cái pad. Đó, cái pad để đỡ bình dầu nó rơi khoảng 1,5 triệu. Nó rất là đắt. Ok. Rồi, tí tí như này thôi nhưng mà gần 5 triệu. Rồi, tiếp theo là chiếc bô SC Project S1. Đó, full titan và carbon. Đó, nhìn chiếc bô rất là đẹp luôn, rất là thon khi mà nắp lên con xe này. Từ cổ bô cho đến cái bô này là đều là titan. Và khi mà chiếc bô nó nóng lên ấy, thì titan đã chuyển sang màu xanh và màu vàng. Kiểu kiểu như là 7 màu các bạn. Thì chiếc bô này có chi phí rơi khoảng hơn 10 triệu đồng. Ok, hơn 10 triệu đồng. Và tôi rất là cảm ơn anh Tài Bô Độ đã tặng tôi chiếc bô SC này. Đó. Ở clip này thì tôi gửi một lời cảm ơn anh Tài. Ok, rồi những bạn nào mà thích nắp bô các bạn cứ liên hệ cho anh Tài nhé. Ok, rồi. Ok, tiếp theo thì là sẽ đến cái phần đít của xe. Thì tôi mới độ thêm cái đèn xi nhan, nhìn rất là chất và rất là đẹp. Nó sẽ thon gọn cho xe hơn rất là nhiều. Và trước khi mà cho các bạn xem qua cái đèn xi nhan thì tôi xin phép các bạn là tôi sẽ phải cởi găng tay rồi cởi mũ bảo hiểm để đỡ khó chịu, khó thở quá. Đấy, cũng như là để cho bạn biết được là đây là NTN chứ không phải là một ông nào khác vào review xe nha. Ok, đây là lần đầu tiên mà tôi review xe đấy. Thì là hy vọng tất cả bạn ủng hộ bởi vì tôi không có kinh nghiệm về review. Nhưng mà thôi cứ review để cho anh em xem để anh em có thể biết được là trên xe có những cái gì. Đó, ok, rồi. Đấy, giờ rất là khó thở các bạn. Mũ nó rất là chặt. Ok, đây NTN. Rồi, review luôn cái mũ trước khi mà đến cái xi nhan đi. Cái mũ này là của AVG. Mua với giá là 6 triệu đồng. Đó, bảo hiểm rất là tốt, ngã xuống 3 đập là không bị chấn thương sọ não. Tiếp theo thì là đôi găng tay của hãng gì đây, SMX à, cái gì tôi không biết nhưng mà nói chung là hãng này rất là nổi tiếng đó, có carbon các kiểu linh tinh thì nó rơi khoảng tầm 3 triệu đồng. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ review cho các bạn xem cái xi nhan. Đây là cái xi nhan đôi thì rất là đẹp đó. Cái xi nhan này thì được mua với giá là 5 triệu đồng. Ok, thì rất là đẹp đó, 5 triệu cái xi nhan. Ok, đây là hai cái bình dầu đó, đây là bình dầu phanh và đây là bình dầu côn. Hai cái bình dầu này thì tôi cũng chia sẻ luôn, một cái bình rơi khoảng 2,5 triệu đồng, hai cái là 5 triệu, kèm với lại hai cái pad là 3 triệu đồng đấy, 1,5 triệu một cái pad. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết cái đồ độ ở trên cái bình xăng của tôi. Đây, đây là cái dán bình xăng và cái dán bình xăng này được mua với giá là 2 triệu đồng. Đó, rất là đắt. Đó là chỉ là một tí cao su thôi nhưng mà rất là mắc luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo thì là cả cái con xe này được dán bằng một cái chất liệu giấy dán rất là tốt của Mỹ, giờ khoảng 5 triệu đồng. Đó. Dán mỗi con xe thôi mà 5 triệu các bạn, rất là đắt luôn. Ok. Đó, xem nào, xem còn cái gì để chia sẻ. À, tiếp theo là cái xi nhan trước. Đây là cái xi nhan trước. Chỉ có hai cái cụm này thôi nhưng mà nó giờ khoảng 3 triệu đồng. Đây cho bạn xem hai cái cụm xi nhan này. Đó. Cụm này và cụm này là 3 triệu đồng. Đấy. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết hai cái món đồ độ mà tôi độ dưới gầm xe này. Đây, đấy. Trong đây là tít, trong đây là hai cái bảo vệ két nước. Hai cái này được mua với giá là 5 triệu đồng. Chỉ hai cục sắt thôi nhưng mà rất là đắt mà không biết nó đắt được cái gì, chắc là chất liệu. Đó. Đây, trong đây. Đấy.
Ok, và cái món đồ cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái áo mà tôi đang mặc trên người đây. Đây là cái áo giáp đấy. Áo giáp này thì được mua với giá là 7 triệu đồng đấy. Bên trong là có rất là nhiều giáp, kiểu là sắt chẳng hạn. Xe Ducati Panigale 1959 của tôi mới được độ thêm, ok. Tôi độ khoảng tầm hơn 100 triệu tiền đồ đấy, hơn 100 triệu luôn. Hơn 100 triệu tiền đồ. Bốc phết. Ok, bây giờ thì tôi sẽ khởi động máy và cho các bạn xem qua cái bể cá nó hoạt động như nào, cũng như là cái bô SC Project S1 này nó như nào. Đấy, lần này là tôi sẽ nẹt bô và phá làng phá xóm luôn. Lần trước là mới mua xe về nên là hơi bảo vệ xe một tí, cũng như là không dám phá xe. Nhưng mà sau nhiều lần phá xe thì bây giờ tôi đã có được một cái kinh nghiệm nẹt bô rất là kinh điển luôn. Rồi, bây giờ tôi cho các bạn xem là cái bể cá hoạt động như nào và cái bô nó kêu như nào nhá. Chuyên mục review xe vào ban ngày, buổi tối thì tôi sẽ review cái đèn xe, ok, để cho các bạn xem cái uy lực của cái đèn mà trợ sáng nó sáng như thế nào. Và trước khi mà kết thúc cái đoạn review này, tôi sẽ lên xe và tôi đi để cho các bạn xem là con xe này nó hoạt động như thế nào, ok. Bây giờ thì tôi sẽ đội mũ vào và lượn một vòng trên con xe độ của tôi, và hẹn gặp lại các bạn vào tối nay để các bạn xem là cái xe này nó chiếu sáng như nào và ban đêm nó đẹp như nào đấy, rất là rực rỡ luôn. Và có thể là rất là nhiều bạn đang thắc mắc là không biết là tại sao anh NTN lấy tiền đâu ra để độ xe mà hơn 100 củ như thế này. Thì là bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Đấy, lượn xe về nhà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền online trên Binomo đấy. Tôi đã kiếm tiền trên Binomo và tôi dùng số tiền đó để tôi độ đồ đấy, ok. Đấy. Bây giờ thì là chuẩn bị lên xe. Đi thôi. Có mặt ở nhà và bắt đầu kiếm tiền online trên Binomo, ứng dụng kiếm tiền online mà nó đã giúp tôi kiếm được khá tiền để có thể độ xe. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đặt cược số tiền là 100 đô, ok. Tôi sẽ đặt cược 2 lần, rồi đấy, trừ hết sạch tiền luôn, thành 200 đô. Và bây giờ tôi sẽ ngồi đây để đợi chờ xem là biểu đồ nó đi lên hay đi xuống. Hiện tại thì tôi đã đặt cược chiều hướng đi lên, tức là chiều hướng tăng. Đấy, biểu đồ đang tăng rồi. Ok, tăng như này rất là ngon này. Đấy, cái này rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc ngồi theo dõi xem là biểu đồ nó tăng hay là nó giảm. Nếu mà chúng ta đặt tăng mà nó tăng thì chúng ta sẽ có tiền đó. Còn nó mà giảm thì chúng ta sẽ mất tiền quẳng luôn, ok. Rồi đấy. Những bạn nào mà muốn kiếm tiền online trên Binomo ấy, thì là các bạn hãy tìm hiểu kỹ để chúng ta có thể giao dịch thành công. Rồi, ok, tôi đã kiếm được 360 đô sau một lần đặt cược gấp đôi, ok. Đó, thì tôi đặt cược 100 đô nhưng mà tôi đặt hai cược liền thành 200 đô và tôi đã kiếm được 360 đô chỉ trong vòng vài phút thôi. 360 đô mà nhân với lại 23.000 tiền Việt thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 10 triệu đó, rất là nhiều tiền luôn. 10 triệu này không bó bèn gì với lại 100 triệu mà tôi độ con xe của tôi. 360 đô mà nhân với lại 23.000 tiền Việt thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 10 triệu. Bốc phết. Nhưng mà thôi, cứ kiếm từ từ. Đấy, kiếm được bao nhiêu thì bù vào bấy nhiêu. Rồi, ok. Và đấy là ứng dụng kiếm tiền online trên Binomo. Các bạn nào muốn kiếm tiền online trên Binomo, các bạn hãy kéo xuống dưới phần mô tả, tôi đã gắn link tải dưới phần mô tả rồi. Các bạn chỉ cần kéo đó tải Binomo về và bắt đầu kiếm tiền cùng NTN. Ok, và bây giờ thì là kết thúc cái quá trình mà kiếm tiền trên Binomo, thì là tôi sẽ đợi chờ đến buổi tối để có thể đi ra đường soi đèn để cho các bạn biết là cái đèn của tôi sáng như nào, sáng như ban ngày luôn. Thì cái tình trạng này có thể rất là nhiều bạn hỏi tôi là tại sao anh lại lắp đèn sáng vào làm cái gì, ra đường soi chói mắt người ta là sao.
Thì đấy, thì chính vấn đề chói mắt này tôi phải nói là đây này, là tôi đi ngoài đường ấy, tôi rất là hay gặp mấy cái ông đi ô tô tải, rồi là mấy ông chạy xe, nói chung là xe ô tô ấy, là cái ông là cứ hay pha thẳng mặt tôi luôn. Nhiều khi tôi nháy đèn bảo giảm pha đi để tôi nhìn đến phía trước để tôi đi, nhưng mà đa số là không giảm. Chỉ có một vài bác tài thì thấy tôi nháy đèn các bác ấy giảm sáng đi thôi. Đấy, nên là hôm nay tôi quyết định là tôi mua cái đèn này về để đi ra đường. Ông nào mà pha tôi pha lại, tôi nháy mà ông không tắt đèn là tôi pha thẳng vào mặt ông luôn. Đấy, là đi ra đường thì tôi khuyên các bạn nha, khuyên tất cả bạn xem video cũng như là khuyên các bác lái ô tô là đèn của các bác nó kinh khủng lắm, soi vào mắt người ta có thể gây chói, dẫn đến tai nạn giao thông đó. Nên là đi ra đường hạn chế bật pha thôi. Ok, bởi vì là đi ở cái đường vắng ấy, hoặc là đường không có người thì pha cũng được, nhưng mà đường đông người tôi nghĩ là các bác không nên pha. Pha rất là chói mắt. Nên là đấy là lý do tại sao tôi lắp đèn pha vào con Ducati của tôi, để ông nào mà ông không chịu tắt pha là tôi cũng pha lại luôn, hai thằng đọ pha nhau luôn, pha tôi hơi bị sáng luôn đấy. Ok, không linh tinh lên thuyên gì nữa thì chúng ta hãy đợi đến trời tối. Mãi bây giờ là đến tối rồi các bạn. Dắt xe ra đi một vòng test đèn cho các bạn xem. Đấy. Nói chung là độ cái gì test hết cái đấy. Mùa đông nhưng mà tôi vẫn phải mặc quần đùi. Rồi, khởi động cái xe lên cái. Đó. Sáng chưa? Ok, sáng như ban ngày nhá, rực rỡ luôn nhá. Rồi, làm vòng cái. Nói chung là đã kết thúc clip, nhưng mà các bạn đã xem clip của tôi hãy ủng hộ một cái like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em.